trọng với tiêu đô Nguyễn Thị Xuân đến từ Hải Phòng, quần đỏ đai đỏ gặp Phạm Thị Ngọc Hoa áo xanh đai xanh đến từ Thái Nguyên, trọng tài và hai đô trật tự. Hai đô to là cân sức cân tài. Trọng tài ba đô chuẩn bị bắt đầu. Hoa áo xanh đô xuân áo đỏ. Vâng, với tinh thần thể thao chúng ta phải đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đó là vốn quý nhất của người Việt Nam chúng ta. Tất cả các vũ đô chúng ta đến đây đều thể hiện với vốn kỹ thuật của mình đã được trải nghiệm để biểu diễn cho quý khán giả được tham dự. Chúng ta sẽ có trạng thái tay thật khó ra để hỗ trợ hai đô. Ban tổ chức chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn các vũ đô nhưng vẫn phải với sự sắp xếp của ban tổ chức. Cho nên các vũ đô không nên có những lời nói không được hay lắm, cho nên ban tổ chức vô nhắc nhở trước một điều như vậy. Hai đội trở về giữa sân phố để tiếp tục thi đấu. Tôi xin thông báo đội Dung sở tại xin giữ giải nhì nữ, xin các đội ở các đơn vị đến đăng ký để theo đội Dung. Đội Dung bây giờ là xin giữ giải nhì lên thành phố. Vâng, xin mời tất cả các quý khán giả hãy cổ vũ với chúng chàng trai tay và vâng, hai đội về giữa sân để tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức xin thông báo Tô Công đã được một keo đầu lèo một nhất. Vậy quý đô nào đã có leo ạ? Hai lèo xin phá Tô Công đầu lèo hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin thông báo đồ dùng đai đỏ.